Chào các bạn. Thì các bạn cũng biết không là cái món gà rán á, là cái món mà hầu như là các bạn trẻ cũng như là các bé đều rất là thích. Để làm được cái món gà rán thì nó cũng không có hề khó lắm. Hôm nay thì kênh Phụ Nữ Và Gia Đình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm gà rán tại nhà để mình ăn cho nó hợp khẩu vị nha. Để làm được cái món gà rán thì các bạn cần chuẩn bị những cái nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là mình chuẩn bị khoảng 3 cái đùi gà. Nếu mà các bạn không thích ăn đùi gà thì mình có thể thay cái đùi gà này bằng ức gà hoặc là cánh gà nha các bạn. Tùy theo cái sở thích của mình mà mình lựa chọn cho nó phù hợp. Tiếp theo là mình sử dụng khoảng một chén bột chiên xù để làm cho cái vỏ bên ngoài nó xù lên. Khi mà mình ăn gà rán mình thấy nó hay xù ở bên ngoài đấy. Với lại khoảng tầm hơn nửa chén bột chiên giòn. Bột ớt thì để tạo cái độ cay cho cái món gà rán của mình. Nếu mà các bạn không thích ăn cay thì mình có thể là không cần phải cho vào. Khoảng hai quả trứng gà để mình đánh vô chung với lại bột chiên giòn và một ít gừng để mình khử cái mùi cho cái món gà của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện nha các bạn. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ sơ chế cái phần đùi gà này. Đùi gà thì các bạn mua ở ngoài siêu thị hoặc là ở ngoài chợ cũng có. Thì ở đây người ta gọi là đùi gà tỏi. Thì các bạn mua xong thì mình lựa cái đùi gà cho nó tươi, với lại là ấn vào cho nó có cái độ đàn hồi á, để thịt gà nó còn tươi. Thì khi mà mình làm cái món này thì ăn nó sẽ ngọt hơn. Bây giờ thì sơ chế thì mình chỉ cần là cho một ít muối vào rồi mình rửa lại nhiều lần với nước sạch, với lại mình nhặt đi những cái lông thừa nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cắt xung quanh cái đùi gà để khi mà mình chiên cho dầu nó rút vô cho nó mau chín á các bạn. Nhưng mà trước khi mình chiên thì mình sẽ đem đi luộc sơ để cho cái đùi gà nó chín, thì đùi gà nó cũng lâu chín. Mình khứa mỗi bên một khứa thôi nha các bạn, đừng khứa nhiều quá thì cái đùi gà của mình nó bị nát. Bây giờ mình sẽ đem đùi gà của mình đem đi luộc với lại một ít lát gừng để khử mùi. Mình sẽ cho hết cái phần gà này vào trong nồi để mình luộc trong vòng khoảng 15 phút nha các bạn. Gà nó mau chín. Mình sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ cho vào đây ít lát gừng nha, với lại khoảng một nhúm muối để mình luộc cho gà của mình nó ngọt hơn. Gừng thì nó có tác dụng là khử cái mùi tanh cho gà mình á. Sau khi mà luộc gà khoảng tầm 15 đến 20 phút thì gà của mình chắc nó cũng đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử xem là nó đã chín chưa. Bây giờ mình sẽ gắp cái phần gà này ra để cho nó ráo nước nha, trước khi mà mình lăn qua bột để mình chiên. Còn nguyên cái đùi luôn nè các bạn, nó không có bị đứt cái phần thịt ra nè. Mà mình mua thịt ức gà mình làm gà rán thì các bạn luộc lâu hơn chút xíu để thịt nó cũng nhiều. Còn cánh gà thì mình luộc lẹ hơn nha, nếu không thì nó mềm quá thì khi mà mình chiên lên nó cũng khó. Trong khi mà mình chờ cho gà nguội với lại là ráo bớt nước thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha bột nha. Mình sẽ cho bột chiên giòn vào trong cái tô này và cho vào khoảng một muỗng bột ớt nha các bạn. Tiếp đến là mình sẽ sử dụng hai cái đồng đỏ trứng gà để mình trộn chung với bột. Sau đó thì mình sẽ đánh cho cái đồng đỏ này nó tan ra và nó trộn đều với lại bột. Bột của mình nó còn khô á, cho nên là mình sẽ cho tiếp vào đây khoảng 2 muỗng nước nha các bạn. Sau đó thì mình trộn đều lên cho bột của mình nó mịn ra, nó không bị vón cục. Mình sẽ cho thêm một muỗng nước nữa. Các bạn lưu ý là mình cho nước từ từ, đừng có cho nó nhiều quá thì một lát nó sẽ lỏng cái bột này. Thì khi mà mình nhúng cái gà vô á, nó sẽ không có bám đều ở bên ngoài nha, nó
sẽ bị chảy bột. Bây giờ thì bột của mình nó cũng đã mịn rồi nè các bạn. Màu đỏ tươi vậy chắc mình nghĩ chắc ớt cũng nhiều mà nó chắc cũng cay lắm đó. Bây giờ mình sẽ cho đùi gà của mình vô trong bột này để mình lăn qua. Các bạn lưu ý là để cho gà của mình nó bám đầy bột á thì các bạn nhớ là để cho đùi gà nó thật ráo nước với lại nguội nha. Mình sẽ cho đùi gà qua đây. Tiếp theo là mình sẽ cho bột cho gà của mình qua cái bột chiên xù nha. Thì các bạn sẽ áo hết cái phần bột ở chiên xù ở bên ngoài cái đùi gà để chiên cho nó được xù lên. Bây giờ thì mình sẽ cho gà của mình vô trong chảo dầu nóng. Các bạn lưu ý là khi mà chiên thì mình nên cho nhiều dầu để cho cái gà của mình nó mau vàng. Giờ mình sẽ cho dầu vào trong nồi này nha các bạn. Cho nhiều dầu chút xíu để mình chiên cho nó mau vàng. Bây giờ thì dầu ở trong nồi nó cũng đã nóng rồi, cho nên là mình sẽ bỏ gà vào nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái nồi để mình chiên, để mình tiết kiệm được dầu với lại là mình chiên cho nó đỡ dăng các bạn. Khi mà cho gà vào rồi thì các bạn nhớ là nhỏ lửa thôi. Tại thật ra là gà bên trong nó cũng đã chín rồi, chủ yếu là mình để chiên cho nó vàng ở bên ngoài thôi nha. Chờ vàng một mặt rồi thì mình sẽ trở qua mặt còn lại nha. Lưu ý là các bạn khi chiên thì mình cũng đừng có nên trở nhiều quá. Mình trở nhiều quá thì cái bột ở bên ngoài nó sẽ rời ra, nó không có dính vô trong cái đùi gà của mình nha. Bây giờ thì đùi gà của mình nó cũng đã vàng đều rồi các bạn. Mình sẽ gắp cho ra ngoài giấy thấm dầu để cho nó ráo dầu nha. Mình sẽ tiếp tục chiên cái thứ hai nha các bạn. Thì để cho cái món gà rán của mình nó áo phần bột bên ngoài nhiều hơn đó, thì các bạn có thể là nhúng cái đùi gà mình lại lần thứ hai, mình nhúng qua bột chiên giòn, sau đó mình nhúng qua bột chiên xù và mình chiên lần thứ hai thì cái phần bột này nó sẽ áo nhiều hơn nha. Mình đã làm xong món gà rán rồi nè các bạn. Nhìn ngon ghê luôn á. Ủa coi nó xù lên nè các bạn. Cái bột bên ngoài chiên cho nên là nó xù lên như vậy nè. Mình không chờ thêm được nữa thôi, mình sẽ ăn thử một cái xem như thế nào nha. Mình sẽ ăn cái này. Mình thích ăn tương cà với tương ớt nhiều cho nên mình sẽ chấm miếng gà cho nó nhiều tương cà với tương ớt. Ngon lắm các bạn ơi, nói chung là nó hơi cay tại vì tương ớt của mình mua loại cay cho nên nó cay quá. Cái vỏ bột ở bên ngoài nó rất là giòn các bạn, còn bên trong thì do mình luộc gà mình cũng có thêm một ít muối cho nên là nó cũng có cái độ mặn mặn. Nếu mà có thời gian thì các bạn nên chiên thêm một ít khoai tây để ăn kèm, hoặc có thể là mình làm một ít rau trộn để ăn cho nó đỡ ngán á. Món này thì làm nó cũng đơn giản, không có cầu kỳ nhiều và cũng không có mất nhiều thời gian nữa. Nếu mà các bạn có thời gian thì mình nên làm. Rồi đặc biệt cái món này thì em bé rất là thích, cho nên là các bạn nên làm để cho các bé ăn, đặc biệt là ngày cuối tuần. Rất là giòn, ngon lắm các bạn. Hãy làm thử đi, chiêu đãi cho cả nhà mình nha. Các bạn nhìn thấy không, da nó rất là giòn. Các bạn có thể chiên hai lần bột để cho cái lớp vỏ bên ngoài này nó sẽ áo bột nhiều hơn. Nhưng mà ở đây thì mình không thích ăn bột nhiều cho nên là mình chỉ chiên có một lần bột thôi. Nhưng mà nó vẫn bám bên ngoài rất là nhiều. Do mình cũng đã luộc gà trước khi mình chiên á,
cho nên là thịt gà bên trong nó cũng chín hết trơn rồi, nó không có bị đọng máu lên nè. Gà mình ăn cái phần đùi gà nó rất là dai, gà với đùi gà với lại cánh là nó sẽ dai hơn so với lại ức gà nha các bạn. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với lại cái món gà rán này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau nhé. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ và Gia Đình nhé.